Căn nhà mơ ước, giữa xanh cây lá phủ dấu mưa, ngó ngàng ta cất bước mộng tưởng, căn môi sương mờ bay vượt đỉnh, mong mỏi mãi chưa một khi được, bao nụ cười hiện trên môi ta, đêm đêm dệt mộng kỳ lạ lùng, ánh đèn vàng loang lổ ngẫu hứng, góc vườn tình cảnh nhớ không quên, hành lang kia lộng gió đưa mây, nhà cao đánh gió hiu quạnh theo, ai còn về đó, giữa bóng đêm, sao lại mơ trốn cũ lãng mạn, mơ ước chi những kỷ niệm cũ, trong suốt, trong trẻo, trong khói sương. Ngoài kia còn thế giới đầy đủ, giấc mơ thôi đó, ước nguyện mới. Chào cô dì chú bác, chào các anh chị và các bạn. Kênh Mẫu Nhà Đẹp xin gửi lời chào thân ái và trân trọng đến quý vị và mọi người. Chúng tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có sự ủng hộ và yêu thích từ phía quý vị và mọi người trong suốt thời gian qua. Kênh Mẫu Nhà Đẹp cũng muốn bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đến mọi người vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình tạo ra những sản phẩm nội dung chất lượng và sáng tạo. Những lời động viên và những ý kiến đóng góp của quý vị và mọi người là động lực vàng để chúng tôi ngày càng cải tiến và phát triển. Ra những và nhiều mẫu nhà vườn đẹp hơn nữa đó là niềm tự hào của chúng tôi đã mang lại cho quý cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn. Hãy cùng nhau sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đẹp của cuộc đời và chắp cánh những ước mơ, hy vọng. Tôi xin chia sẻ đến quý vị và mọi người một bài thơ ngắn như sau. Nhờ những tình cảm thật chân thành, thời gian dần trôi cũng êm đềm hơn. Nắm tay nhau qua đoạn đường dài, kết duyên vạn kiếp đẹp đôi càng thêm. Một lần nữa, kênh Mẫu Nhà Đẹp xin chân thành cảm ơn quý vị và mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ luôn là những người bạn gắn kết với nhau mãi mãi. Kênh xin gửi lời chào đến cô, dì, chú, bác và các anh, chị cùng các bạn cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị cùng kênh Mẫu Nhà Đẹp của chúng tôi. Với mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế nội thất, chúng tôi luôn nỗ lực gợi ý để đem đến những bài viết chất lượng và hữu ích đến quý vị. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của quý vị và mong muốn nhận được nhiều đóng góp ý kiến để kênh Mẫu Nhà Đẹp ngày một phát triển hơn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng chúng tôi và mong rằng kênh Mẫu Nhà Đẹp sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị và giá trị trong thời gian tới. Xin chúc quý vị sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Tiếp đó thật nỗ lực và phát triển kênh YouTube của mình để kiếm tiền, một khoản chi phí thêm cho chuẩn bị làm cho mình một căn nhà như ý muốn không to thì bé cũng như mẫu nhà vườn nông thôn phong cách mới xu hướng thời 6.0 này nhé. Kênh mời cả nhà thưởng thức, ca khúc Ngôi Nhà Vườn Đẹp, Ngôi Nhà Đẹp Gia Đình Hạnh Phúc Bên Nhau ạ. Bên trong ngôi nhà vườn đẹp, gia đình hạnh phúc bên nhau vui đùa, nắm tay nhau đi cùng trên con đường, hạnh phúc giàu sang mà ai cũng có, nơi đó bằng tình yêu ta xây dựng. Từng bước chân nhỏ của con trẻ, đi trên mặt đất trổ hoa tình thân, cùng tiếng cười đùa giỡn tuổi thơ, gia đình như bức tranh tươi vẽ đẹp, nơi đó ánh nắng, biển cả trong tim, gia đình an lành cùng niềm vui sâu đậm, vầng trăng như giữa làn mây đen, cùng nhau hòa vào giữa nắng và hoa, bên trong ngôi nhà vườn đẹp, gia đình hạnh phúc bên nhau vui đùa, nắm tay nhau đi cùng trên con đường, hạnh phúc giàu sang mà ai cũng có, nơi đó bằng tình yêu ta xây dựng. Của quý đồ đạc luôn được bọc kín, hoàn hảo mà dễ gặp nhờ đức tin, ta cùng nhau xây lên nơi an lành, bước đi bên nhau, trường đời sáng tươi, nơi đó ánh nắng, biển cả trong tim, gia đình an lành cùng niềm vui sâu đậm, vầng trăng như giữa làn mây đen, cùng nhau hòa vào giữa nắng và hoa, bên trong ngôi nhà vườn đẹp, gia đình hạnh phúc bên nhau vui đùa, nắm tay nhau đi cùng trên con đường, hạnh phúc giàu sang mà ai cũng có, nơi đó bằng tình yêu ta xây dựng. Bên trong ngôi nhà vườn tươi xanh, gia đình hạnh phúc đong đầy hạnh phúc. Hôm nay kênh gửi đến các quý khách một mẫu nhà sân vườn cây cảnh đẹp. Cô dì chú bác và các anh chị cùng các bạn xem hết video này để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu nhà vườn đẹp nông thôn đổi mới theo xu hướng thời 6.0 này ạ. Mẫu nhà vườn đẹp nông thôn dưới thời xu hướng 6.0 là một ngôi nhà nhỏ gọn, đơn giản và hiện đại, được thiết kế để phù hợp với không gian sống tại nông thôn. Nhà được xây dựng với các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá và thạch cao, tạo ra một không gian sống gần gũi với thiên nhiên. Bên trong, nhà vườn được bố trí sao cho hài hòa và tiện nghi. Không gian phòng khách mở rộng ra khu vườn bên cạnh để tận hưởng không khí trong lành từ thiên nhiên. Phòng bếp được thiết kế theo kiểu mở để tạo sự thông thoáng và tiện lợi cho người sử dụng. Nhà vườn được bao quanh bởi khu vườn xanh tươi, bố trí với các cây cối đa dạng, hoa lá thơm ngát và bể cá nhỏ để tăng thêm sinh khí và niềm vui trong cuộc sống gia đình. Khu vườn được thiết kế sáng tạo với các hộp cảnh quan, mức độ sáng tạo cao,
đem lại cảm giác thư giãn và sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và kiến trúc. Nhà vườn cũng được trang bị các thiết bị đồ gia dụng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Hệ thống chiếu sáng và kiến trúc hiện đại nhằm tạo ra một không gian sống vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Với thiết kế hiện đại và sáng tạo, nhà vườn đẹp nông thôn dưới thời xu hướng 6.0 sẽ trở thành điểm đến hoàn hảo cho những ai yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và mong muốn có một không gian sống tiện nghi và đẹp mắt. Căn nhà vườn nông thôn mới. Ta ước mơ một căn nhà đẹp, sát bên trên đồi cây xanh tre, cánh cửa vòng tròn mở rộng mênh, gần gũi với tự nhiên mơ ước đầy. Nhà có vườn rộng muôn hoa, vàng chĩu quả ngọt thiết tha, cỏ cây trải rộng bao la, gấm thêu dệt nắm tay nhẹ nhàng, nhịp sống thanh bình gần gũi. Gia đình yên vui mỗi ngày, giữa tiếng chim ca vọng đầy, cùng trăng sao lung linh qua nơi đó, an lành hạnh phúc rực rỡ, cuộc sống đong đầy bình yên, chim hót, gió lượn bay thêm đẹp, khiến ta yêu cuộc sống nơi miền quê. Dưới đây là một bản nhạc hay, chúc mọi người đều thưởng thức nhạc ạ. À.